Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Chính phủ và các thành viên Chính phủ đã rất nỗ lực đạt được thành quả đáng tự hào. Cùng với chỉ đạo các nhiệm vụ mọi mặt của đất nước, Thủ tướng mong muốn các thành viên Chính phủ, dù tiếp tục công tác hay nghỉ chế độ, dù ở cương vị nào, cũng đều đóng góp cho sự phát triển của đất nước, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành tập trung triển khai nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13, tập trung chỉ đạo xây dựng, ban hành các chương trình hành động triển khai các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, đồng thời không được chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Sớm nghiên cứu ban hành cơ chế hộ chiếu vaccine để thúc đẩy thương mại đầu tư. Tôi đề nghị các ông chí trong ngành y tế, ngành thương mại du lịch, chỗ anh Hùng đây, chỗ anh Long phối hợp đề kích Bộ Ngoại giao, báo cáo ban chỉ đạo cũng như Chính phủ để mà đẩy mạnh cái việc thúc đẩy thương mại đầu tư trong dịp này. Các nước họ đều gần như mở cửa, mình không được chủ quan, nhưng mà chúng ta cũng phải lưu ý là phải, nếu không làm ăn chúng ta gặp khó khăn. Và có phương án cái này. Ngành y tế sẽ trình phương án này cùng các bộ để xử lý vấn đề này. Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng công tác chuẩn bị cho bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội. Ngành giao thông vận tải tiếp tục thúc đẩy các dự án giao thông vận tải, đặc biệt sớm khánh thành cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Bên cạnh đó là chuẩn bị tốt cho SEA Games 31 được tổ chức tại nước ta.